Rồi ok, ngày hôm nay tiếp tục có một con game đề tài về Naruto gửi đến cho anh em. Tựa game Will of Shinobi, con game đề tài Naruto mới nhất ra mắt vào mấy ngày hôm nay anh em nha. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm gameplay về con game này. Con game này nếu mà anh em nhìn qua về đồ họa của nó ấy, thì anh em sẽ nhận thấy là nó khá là giống cái con game Naruto Slugfest. Cái con game trước đó thì kênh Divo Game đã gửi đến cho anh em gameplay rồi. Đây, trước mặt anh em đó chính là gameplay của tựa game này. Đề tài về Naruto nhưng không hiểu sao cái tên của game thì nó lại để cái tên nó không liên quan gì đến Naruto cho lắm em ạ. Ok, con game này sẽ là một cái con game nhập vai này. Nó kèm theo cả thẻ tướng này. Nó kèm theo kiểu đi đánh ải em nhá. Game này thú vị ở cái điểm đó và hiện tại chúng ta có thể là tải cái con game này trên Setplay. Nhưng mà để mà tải được trên Setplay chúng ta phải fake IP. Tốt hơn là anh em nên tải cái tựa game này với cái file APK. Sau đó thì cài đặt cái tựa game này với file APK đó nhá. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Tải APK thì anh em tải ở trên APK Pure. Dung lượng của con game này thì nó cũng tầm vừa thôi, không nặng như các cái tựa game nhập vai để tải Naruto khác có trên thị trường hiện đại. Nhân vật của chúng ta thì sẽ sở hữu 4 cái kỹ năng và một cái kỹ năng né. Chúng ta có thể là triệu hồi X10 ra nhiều những cái nhân vật trong thế giới Naruto khác để mà đi support hỗ trợ cho nhân vật chính của chúng ta lựa chọn. Đồ họa đẹp phết đây anh em ạ, chơi mượt cực kỳ luôn này, chơi hơi bị đẳng cấp luôn. Về vấn đề đăng nhập cái tựa game này thì chúng ta có thể là đăng nhập bằng cái tài khoản chơi ngay này. Chúng ta có thể là đăng nhập bằng cái tài khoản Facebook hay là đăng nhập bằng cái tài khoản của nhà phát hành tựa game này anh em nha. Mượt phết. Game thì hiện tại mới hỗ trợ chúng ta đến hai ngôn ngữ đó, tiếng Trung và tiếng Anh thôi. Hóng ngôn ngữ tiếng Việt mà không biết là bao giờ sẽ có em ạ. Tuy là giống về Naruto Slugfest nhưng mà đồ họa của nó thì không được đẹp bằng Naruto Slugfest đâu. Còn phim ngay. Vừa nãy mình tạo một cái tài khoản ở bên server S1 rồi với cái tài khoản khác. Mình đặt cái tên là Review Game để vào setting cái đồ họa giai đoạn đầu cho anh em xem luôn ấy. Sau đó thì thoát ra và đăng nhập bằng cái tài khoản Google. Đâu. Trước mặt anh em đây là giao diện chính của cái tựa game này nha. Cái cách chạy của nó thì nó cũng giống giống như kiểu Naruto Slugfest, với cái đồ họa của nó cũng khá là giống. Nhưng mà con game này thì nó lại kiểu game đi ải, kiểu game thẻ tướng, nhập vai. Ba cái đề tài đang rất là hot thời điểm hiện tại của các cái tựa game thì nó đều có trong cái tựa game này. Đấm luôn anh em ạ. Đấm luôn. Bộ kỹ năng của nó thì nó cũng khá là sát với cái chủ đề của Naruto ở các cái nhân vật chúng ta. Chơi ở trên giả lập thì anh em hãy tải cho mình cái giả lập đó là LD Player nhé. Tải giả lập LD Player, link mình sẽ để ở dưới phần mô tả, anh em click vào đó tải cái giả lập để về. Và chúng ta có thể là chơi cái tựa game này trên giả lập rất là đơn giản và dễ dàng. Không thì chúng ta có thể là tải trên mobile. Nhưng mà chơi trên mobile thì nó sẽ tốn pin và nóng máy thôi. Ở giai đoạn đầu thì chúng ta sẽ đánh nhau một xíu xíu này. Đánh qua các cái ải, sau đó thì nó sẽ có cái tính năng auto để mà chúng ta có thể là dễ dàng trải nghiệm game hơn. Chứ chơi ở trên giả lập này thì nút bấm nó khá là khó ấy. Anh em phải set up, nhưng mà set up thì nó không được mượt cho lắm. Còn nếu mà anh em chơi trên mobile thì nó dễ dàng hơn. Nói chung là có cái tính năng auto thì chúng ta sẽ trải nghiệm game một cách nó ok nhất. Đây, cái phần recoil của chúng ta. Đây là phần triệu hồi hero, triệu hồi nhân vật. Chúng ta sẽ có quay X10. Trang bị à? Equip on này, trang bị toàn bộ cho nhân vật Naruto. Game này cái khó của nó với lại cái hơi buồn của nó đó là nó giới thiệu hơi bị lâu đấy. Giới thiệu những cái nhiệm vụ cơ bản, những cái nhiệm vụ tân thủ đầu hơi nâu một tẹo anh em ạ. Nên cố gắng là làm cho nó nhanh để mà qua. Link tải với tựa game này cho hệ điều hành iOS thì vẫn chưa thấy đâu cả, mới là ở trên Android thôi.
đồ họa rất là tươi sáng này. Hiệu ứng kỹ năng nhân vật rất là ok. Đáng là một cái tựa game trải nghiệm rất là tốt năm 2021 này, đầu năm 2021 này nha. Con game Naruto Slugfest là cái con game kiểu đi ải này. À không, nhầm anh em ạ. Là con game kiểu đi làm nhiệm vụ ấy, đi làm quest ở các cái map ấy. Chứ không phải là chúng ta đi làm quest các cái nhiệm vụ ở các cái ải với cái số sao là 3 đâu. Rồi, nó có tính năng auto chúng ta trải nghiệm game rồi. Auto này thì auto nó không được hoàn toàn cho lắm, auto chỉ là auto đánh thường thôi. Còn chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng, không biết là khi lên cái level cao thì nó có cái phần auto toàn bộ hay không. Thì mình sẽ cố gắng là cày lên cái level cao cao một xíu để mà xem toàn bộ cái tính năng của cái tựa game này. Có quà 5.000 vàng. Các cái nhân vật của chúng ta thì nó sẽ chia làm các cái phẩm S này. Những cái phẩm ESR hay là SS là cái phẩm cao nhất. Còn lại các cái phẩm dưới là những cái phẩm yếu. Tí nữa mình sẽ cố gắng là cày cuốc để mà nhận cái điểm đi mà quay triệu hồi X10 để xem là cái tỷ lệ ra nhân vật chúng ta trong cái tựa game này nó sẽ như thế nào. Kiếm được cái con S hay là cái con SSR được hay không. Hiện tại thì mình thấy là mới có ở trong cái phần thư viện nó mới có một con SSR thôi. Và chắc là để mà sở hữu được một con SSR đó thì nó cũng hơi khó đấy nha. Bot này X8 máu luôn ạ. Chúng ta sẽ có cái thời gian để mà đi ải đủ 3 sao. Anh em để ý ở góc gần trên của tay phải chúng ta sẽ có 3 cái sao và cái thời gian của nó để mà kích hoạt được full 3 sao. Cái con boss này ra đoạn đầu đánh rất là dễ thôi, không có gì khó cả. Partner đồng hành. Rồi, recoil một lần và free tiếp theo này, 40 mảnh. Chúng ta sẽ có 40 mảnh của một nhân vật. Nâng cấp level này. Chúng ta sẽ cho cái con nhân vật này vào trong đội hình. Deploy. Rồi, hình như là xong hết toàn bộ cái nhiệm vụ giới thiệu đầu của tựa game. Và bây giờ thì mình sẽ khám phá một xíu xíu quà nạp đầu. Đây là cái phần quà 7 ngày này, login 7 ngày này. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ 7 ngày. Sell off 50%. Hết rồi, còn báo quần què gì không biết. Nhận được free 50 gold, 50 vàng. Ngày nào cũng có à. Chúng ta sẽ có event này. Requi gift. Ok, một món quà. Quà level 5 và quà đăng nhập. Điểm danh. Partner này thì mình sẽ rồi. Mình nâng cấp 10 sao, sau đó thì sẽ nâng cấp. Cái này là cái phần quần què gì ta? Tiến cấp à? Game mượt phết anh em ạ. Tuy là mới ra mắt nhưng rất là mượt. Rồi, tiếp tục mình sẽ đánh nốt cái ải cuối ở đây.
để mà chúng ta xem là khi mà hoàn thành toàn bộ cái ải của một cái chương thì chúng ta sẽ nhận những phần quà gì. Bây giờ để nó auto thôi, cứ ấn kỹ năng thôi, có là dùng kỹ năng thôi anh em. Bình thường thì nó hơi căng một xíu. Victory nhận được 10 vàng lên level 6 rồi. Social media. Rồi đây là cái ải, hình như là ải cuối này, 6 sao, 3 sao là 9 sao. Có thêm cái con hỗ trợ là đánh nó sướng hẳn. Nó dễ đi ải hẳn luôn. Lại có một cái tính năng gì đó được mở tiếp theo à? Có một cái trang bị. Ok. Nâng cấp toàn bộ level lên cho trang bị. Tiến cấp bậc tiếp theo. Ok. Level 10. Nó chưa vượt quá cái level của nhân vật chính. Level chính của chúng ta. Đây là các cái nhân vật này. Đây là SS này. Đây là cái phẩm cao nhất hiện tại của cái tựa game này. Uchiha. Itachi Uchiha Namizake. Chúng ta có Colan. Rồi ok, đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Gửi đến cho anh em một cái tựa game mới ra mắt về cái đề tài Naruto Will of Shinobi. Em có thể là tải cái tựa game này dưới phần mô tả của video. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn lại anh em vào các cái clip tiếp theo về cái tựa game này nha. Bye bye.